Nhạc thứ hai à? Dòng hình ảnh nhạc số 2, bắt đầu chúng ta cùng nghe. Xin mời Lệ Hằng. Dòng máu Lạc Hồng. Yeah, chúc mừng. Lệ Hằng có quyền lựa chọn chủ đề mà nói nhạc tiếp theo. Em chọn chủ đề dấu, nói nhạc thứ tư. Dấu. Và nói nhạc thứ tư, bắt đầu. Xin mời Ngọc Lương. Như đã dấu yêu à? Như đã dấu yêu, yeah. Ngọc Lương tiếp tục chọn chủ đề và nói nhạc tiếp theo của mình. Em xin chọn chủ đề đường nốt nhạc số 1 ạ. Đường nốt nhạc số 1, bắt đầu. Mời bạn Kim Ngân. Đường về hai thôn ạ. Đường về hai thôn, yeah. Chủ đề nốt nhạc tiếp theo của bạn là gì? Em xin chọn chủ đề đường và nốt nhạc số 2. Tiếp tục đường và nốt nhạc số 2, chúng ta cùng nghe. Xin mời Ngọc Lương. Màu xanh ạ. Con đường màu xanh là màu đăng chính xác. Tiếp tục chủ đề tiếp theo nốt nhạc của bạn là gì? Chủ đề đường nốt nhạc số 3. Lần này tiếp tục đường và nốt nhạc số 3, chúng ta cùng nghe. Ngọc Lương. Đường xưa ạ. Đường xưa, chúc mừng bạn. Bạn có nói nhạc may mắn sẽ ghi thêm gấp đôi số điểm của mình trong ô điểm nếu như đoán đúng câu hỏi sau đây. Hát câu đầu tiên của bài hát này. Bước trên đường về, anh thương nhớ anh âm thầm. Nhớ bao hẹn hò xưa em mơ. Xin được chúc mừng. Chủ đề nốt nhạc tiếp theo. Chủ đề dấu nốt nhạc số 2 ạ. Bạn chọn chủ đề dấu và nốt nhạc số 2. Chúng ta cùng nghe nhạc. Xin mời Lệ Hằng. Dấu chôn tình buồn. Dấu chôn tình buồn. Hằng ơi, em có thể lấy một ngôi sao may mắn để lên vị trí của mình, bởi vì đó là nốt nhạc có ngôi sao may mắn. Chúc mừng. Mời Lệ Hằng tiếp tục chọn chủ đề và nốt nhạc tiếp theo. Chọn chủ đề đường nốt nhạc cuối cùng. Đường và nói nhạc cuối cùng, nói nhạc thứ tư, chúng ta cùng nghe. Xin mời Chi Ngân. Dạ, những nẻo đường phù sa. Những nẻo đường phù sa, chúc mừng. Chi Ngân tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếng nhạc tiếp theo. Dạ, chủ đề dấu nói nhạc đầu tiên. Chủ đề dấu nói nhạc thứ nhất, bắt đầu. Xin mời bạn Ngọc Luân. Những mùa dấu yêu ạ. Những mùa dấu yêu. Cho biết tên tác giả của ca khúc này. Minh Phi ạ. Trần Minh Phi, chúc mừng. Chủ đề nốt nhạc tiếp theo của bạn là gì? Chủ đề dòng nốt nhạc số 4 ạ. Bạn Ngọc Lương chọn chủ đề dòng và nốt nhạc số 4. Đây là nốt nhạc đặc biệt, bạn có cơ hội nghe âm thanh và đoán tên con vật. Xin mời. Đó là tiếng động của con vật. Dê ạ. À? Con dê, chúc mừng. Tiếp theo. Chọn chủ đề dấu nốt nhạc số 3. Chủ đề dấu nốt nhạc số 3, chúng ta cùng nghe. Ngọc Luân. Bài hát được mang tên. Và thời gian đã hết. Bạn đã mất đi rất mau. Và để không còn thời gian nữa để kịp nghe nhạc bài Mẹ Hiền Yêu Dấu, bạn mất cơ hội cơ lực bấm chuông tiếp theo. Xin mời hai bạn còn lại chuẩn bị. Chúng tôi xin mời bạn Kim Ngân chọn chủ đề và nốt nhạc. Dạ, em chọn chủ đề dòng nốt nhạc cuối cùng ạ. Chủ đề dòng và nốt nhạc số 3, bắt đầu. Kim Ngân. Dạ, hát với dòng sông. Chính xác, chúc mừng. Kim Ngân lựa chọn. Dạ, chủ đề đâu nốt nhạc số 2. Đâu nốt nhạc thứ 2, bắt đầu. Kim Ngân. Dạ, có quên được có đâu. Có quên được đâu, chúc mừng. Tiếp tục. Chủ đề đâu và nốt nhạc số 3. Đâu nốt nhạc thứ 3, chúng ta cùng nghe. Xin mời Kim Ngân. Dạ, biết đâu nguồn cội. Biết đâu nguồn cội, yeah. Dạ, tiếp tục. Chủ đề đâu nốt nhạc cuối cùng. Đâu hả? Tiếp theo nốt nhạc cuối cùng, bắt đầu. Ngọc Luân. Ngỡ đâu tình đã quên mình. Ngỡ đâu tình đã quên mình, chúc mừng. Thưa quý vị, kết quả của ba thí sinh sau vòng thi thứ nhất như sau. Bằng Kim Ngân 700 điểm, chúc mừng. Ngọc Luân 1250 điểm, chúc mừng. Và bằng Lệ Hằng 350 điểm, chúc mừng. Chúng ta vừa hoàn thành thi thứ nhất của các bạn thi của quý vị. Đó
Vâng, đội B về nhất, đội A về nhì. Hai đội đều có những phần quà của nhà tài trợ Tister. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nốt Nhạc Vui. Kaila mới, sữa rửa mặt không dùng nước, sáng da 3 trong 1, giúp bạn làm sạch da, tẩy trang và se kết lỗ chân lông chỉ trong một sản phẩm, cho làn da sạch mịn màng, sáng đẹp rạng ngời mà không cần rửa lại bằng nước. Kaila. Có nhiều phương pháp chăm sóc da, thanh khiết, dưỡng ẩm, bảo vệ, làm đẹp. Có một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả, Inat 400. Inat 400 chứa vitamin E thiên nhiên, giúp cho quá trình bảo vệ tế bào da khỏi bị tổn thương bởi gốc tự do, giúp làm giảm tiến trình lão hóa và ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn. Inat 400 giúp duy trì vẻ đẹp của da. Không dùng Inat 400 trong trường hợp giảm prothrombin cho thiếu vitamin K. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mì gì số hơn, mì gì số hơn, mì gì số hơn. Mì gì số hơn là mì số đỏ. Chất lượng khỏi lo, thùng to, thùng nhỏ. Á bời em rõ, cho đỏ là tên. Số đỏ, số hơn, hương vị hơn luôn. Kết nối bất cứ đâu, dẫn đầu mọi điểm đến, nắm bắt từng cơ hội, khám phá và tận hưởng, sở hữu trọn niềm vui. Samsung ôm nhà, thế giới trong tầm tay. Tister di động mới, tươi mát với vị cam chua ngọt tự nhiên, sức sống thiên nhiên luôn bên bạn. Quý vị các bạn đang đến với vòng thi thứ hai của chương trình Nốt Nhạc Vui, xin được phép bắt đầu. Ta cùng nhau bước vào vòng thi thứ hai với bốn chủ đề như sau. Thứ nhất, chiếc. Thứ hai, chim. Thứ ba, cát. Và thứ tư, chủ đề cỏ. Mỗi chủ đề mang theo bốn nốt nhạc. Và lần này các thí sinh không cần phải chọn nốt nhạc, chỉ cần chọn chủ đề, âm nhạc sẽ vang lên và số điểm sẽ vơi dần đi. Bấm chuông mau thì điểm cao, bấm chuông chậm điểm ít, và khi nhạc dừng lại rồi, không còn điểm nữa. Vẫn có nốt nhạc may mắn, nốt nhạc đặc biệt giúp thí sinh ghi thêm điểm và mất lượt nếu như giành quyền ưu tiên mà đáp không chính xác. Thí sinh ít điểm nhất trong vòng thi, sau hai vòng thi, buộc lòng phải chia tay với chúng tôi trong cuộc chơi. Còn bây giờ thì xin được mời thí sinh có số điểm ít hơn được quyền ưu tiên chọn chủ đề trước. Xin mời. Chọn chủ đề chim. Lê Hằng chọn chủ đề chim. Chúng ta cùng nghe. Xin mời bạn Kim Ngân. Dạ, tiếng hát chim đa đa. Tiếng hát chim đa đa là một đáp án chính xác. Bạn có thể hát một đoạn trong ca khúc này. Ngày nào em tuổi 15, tôi hay nghe em ngồi đánh đàn, tiếng đàn làm nỗi nhớ mênh mang. Chúc mừng bạn, bạn đã ghi được thêm điểm cho nốt nhạc may mắn. Hay chọn chủ đề tiếp theo. Dạ, em chọn chủ đề chiếc ạ. Chủ đề chiếc, chúng ta cùng nghe. Xin được mời Ngọc Luân. À, đây là bài hát Chiếc Lá Thu Phai ạ. Chúc mừng, chính xác. Bà Ngọc Luân đã có một ngôi sao may mắn nhỏ nhỏ, xin được chúc mừng bạn. Nhưng rất tiếc hai ngôi sao không rơi vào một người để có thể đổi được nốt nhạc vàng. Xin mời bạn Luân hãy chọn chủ đề tiếp theo. À, em xin chọn chủ đề cỏ ạ. Chủ đề cỏ bắt đầu. Ngọc Luân. Em đi trên cỏ non ạ. Chúc mừng, chính xác. Bạn tiếp tục của nó nhạc may mắn, hãy cho biết tên tác giả của ca khúc này. Bắc Sơn ạ. Nhạc sĩ Bắc Sơn là một đáp án chính xác. Mời bạn chọn chủ đề. Chủ đề cỏ tiếp theo luôn anh. Tiếp tục chủ đề cỏ. Xin mời Kim Ngân. Dạ, bài cỏ úa. Cỏ úa, chúc mừng. Tiếp tục.
Dừng bước giang hồ, chúc mừng bạn tiếp tục bài thứ 5. Đây là bài cô đơn ạ. Chắc chúc mừng bạn đã hoàn thành được 7 hát của vòng 30 giây. Được chúc mừng bạn và mời 3 thí sinh bước lên trước. Được công bố số điểm và số tiền thưởng của 3 thí sinh trong chương trình Nói Nhạc Vui lần này. Bạn Kim Ngân 2310 điểm, tương đương với tiền thưởng 2.310.000. Chúc mừng. Tiếp theo bạn Ngọc Lương 7.870 điểm, tương đương tiền thưởng 7.870.000 đồng. Chúc mừng. Và cuối cùng bạn Lệ Hằng 780 điểm, tương đương tiền thưởng 780.000 đồng. Xin gửi những phần quà của nhà tài trợ Twitter. Thưa quý vị, Nói Nhạc Vui được ghi hình tại nhà thi đấu Maximax Cộng Hòa cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với công ty BHD thực hiện, được sự tài trợ của nhãn hàng Twister. Đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tối thứ ba tuần sau. Xin hãy chào tạm biệt.